Gan nam. Ba có thấy cái nhọn cái mái nhà của tháp bào không? Ừ. Cái mái tháp á bạn thấy không? Không. Kìa. Nó ở trên đầu cái tòa nhà trắng trắng á. Ừ, thấy rồi. Ở đằng kia kìa, đằng kia cạn hơn. Ừ, đây sâu quá. Chưa thì chân cái tay cổ rồi. Đây kia đây Khang. Cái này nước trong con, cái đằng kia. Lặng ra Khang. Một, hai, ba, bảy. Anh hai em kêu kìa. Ơi. Bơi lại em ơi. Hả? Nếu mà con biết vậy sao con không mang giấy kia nọ rồi con lấy sao mà biết rồi, biết rồi. Không, không chở cho con kiếm sống á. Không có là không. Từ hả? Ai mà thấy là được công an á ở ở dẹp á. Sao con nó ra rồi mà nó xíu xíu mà người ngọc á. À. Nó bỏ vô hũ á. Bỏ vô trong cái keo á. Nó để dặn. Nó để dặn cái sao nó về con số mấy lần luôn á. Chắc không á. Giờ vào thủ rồi. Bây giờ nó dắt cái xe vô, đưa cái đuôi vô, cái thằng làm được, nó thấy số xe nó tới mua. Nó mua cái chút. Trời ơi, đừng. Đừng cho nghe. Đừng, bà nội té giờ nè. Hỏi bà nội quá không có phải mạnh đâu. Nó thấy nội đi chơi với họ mà. À, tại ta chưa xuống tắm. Còn ở đằng kia nhiều. Chút nữa ta xuống. Giờ sớm.
sanh con vậy á.